cái tô như này nha mọi người. Và mình sẽ tô màu hồng vô nha. Như này là được nha mọi người. Có mệt mỏi rồi mình sẽ ngồi bấm điện thoại. Em có được kinh nghiệm đâu, nhưng mà đây không được, anh em phải lên level 2 vào luôn. Đừng dùng chiêu 2 luôn nhá, đừng chiêu 2 em chóng sợ nó thì em không dùng này. Đứng ấy có 1 lùi xuống ấy con vua mày mặt hay quá. Đâu rồi, chiêu 2 ăn cuối đi chậm nhé. Quả đấy anh thức mẹ sẽ tô hết màu như thế này nha. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ok nha, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha. Good Lord.
con này giống con min vãi nhờ, mặt trông máu lửa vậy. Ok nha mọi người ơi. Thìn đây. Thì nó để tên, nó để tên là nó để tên TikTok là tên này này. Nó để tên TikTok là không có chữ N ấy. Để tên TikTok như thế không? Thế nay tôi có một cái livestream. Thế bà ấy đọc tên là Thìn. Thìn đây, cảm ơn gái yêu nha, chúc khi là con trai. Cửa à, mua áo cho Min nè. Mua áo đi chơi Tết cho Min. Wow, rất là xinh nha mọi người. Tí về cho con Min mặc luôn. Ok. Vãi, hàng chuyển lên Hà Nội ở luôn rồi. Hàng chuyển nhà lên Hà Nội ở. Bóng này. Nhà nó chuyển lên đây ở. Đủ bao nhiêu tuổi ra trường không quan trọng. Ok nha mọi người. Sẽ tôi như này nha. Mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Thằng kia có được người xin cay. Mày cay hết không? Kinh. Nhỏ đen xì luôn. Nguyễn Phương Thảo xinh xinh. Vai. Anh đừng nhìn chắc mê. Một đống mèo đen. Một đống mèo đen mắt vàng. Những cục kết màu đen. Mình mà nuôi mèo đen mình sẽ đặt tên là kết nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về bảng chữ học bảng chữ cái qua các ô vuông nha mọi người. Và đây sẽ chính là bức tranh của mình. Mọi người hãy xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn. Đây là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người ơi. Khai tử. Thôi tô nốt mấy cái màu này. Ok nha mọi người. Cái màu kia đâu hả? Nâu anh Đức. Anh bật nhạc gì vậy? Em xin anh đây. Trời ơi. Quá đủ rồi.
quá về rồi. No. Hay. Nhà em bố em cũng hay mở kiểu kiểu nó thầm xình nhưng mà lại là nhạc ngày xưa ấy. Nhạc vàng. Nhạc đỏ. Không. Đó là liên quan đến chiến tranh mà. Cái này mà liên quan đến chiến tranh á? Không. Mình tô như này nha mọi người. Ok mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Mọi người đợi mình một xíu ha. Sợ dính nó mà âm không? Chả thế, bản quyền đỏ giờ có được cắt đâu mà. Ok nha mọi người. Anh Đức thì thường anh làm hai kênh thì sẽ cho lệch nhau giờ như nào? 15 phút. 15 phút được. Đây nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok nha mọi người. Lấy hẳn một tiếng nữa. Mình sẽ tô hết vào đây như thế này nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Cứ 3 tiếng một tập. Mọi người chuẩn bị đặt xem bức tranh của mình nha mọi người. Có lần nào mà anh công chiếu kiểu công chiếu một phát xuyên suốt 2-3 ngày không? Không. Ok nha. Không được như thế đúng không? Ok nha mọi người. Làm như thế nó cũng coi là spa. Mình sẽ tô hết nha. Đúng rồi, tại cái này nó đề xuất. Nó phải cắn được một tập. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Ok. Ok nha mọi người. Ok mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Nhiều mấy bọn làm phim chúng không công chiếu nhiều như vậy đâu. Ngày cả tuần cả ngày có khi chúng cũng công chiếu một tập hoặc cả tuần. Ok mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha.
Ok nha mọi người đợi mình một xíu nhé. Ok nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Ok nha mọi người. Cực. Ok, tôi hết như thế này nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mọi người chuẩn bị để xem bức tranh của mình rồi nha mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok nha mọi người. Rồi. Ok nha. Mình sẽ tô hết vào đây nhé. Mọi người chuẩn bị xem bức tranh của mình nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo qua bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho các dụng cụ làm bánh nha mọi người ơi. Và đây sẽ là bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đánh số cho bức tranh này nha. No, em phải làm rồi. Ai rủ chơi đâu ạ? Em trêu thế thôi, anh không thể em làm đây à. Em phải làm để có video đây. Một tiếng là cả vấn đề đấy, hôm nay phải về sớm đi mua đồ với mọi người đây này. Không mua nữa. Thôi, không được. Anh sắc nhớ mua để mang về quê mà. Em phải đi mua cân nữa. Em phải đi mua cân nữa. Không, cân ấy anh. Cái cân ấy, cân để đo ấy. Xem bao nhiêu cân rồi.
chị bảo đi mua từ hôm qua mà hôm qua về muộn quá em không mua được. Ok, mình sẽ tô cái bát này bằng một màu màu hồng nha. No, em vẫn phải làm. Em có ngủ chưa đâu. Hai hôm nay em có ngủ chưa đâu. Anh đừng có gạ vớ vẩn nhé. Để cho em làm đi. Hôm qua em tô thông từ lúc ăn xong, ăn xong đến tận tối 10 giờ tối hôm qua mới được 50 bức. Đấy, em tô thông không nghỉ một tí nào luôn nhá, trừ lúc 15 phút đi mua bánh mì ra. Còn lại là em tô thông hết, không nghỉ một tí nào. Đến hôm qua tô xong rồi em mới đi tắm mà. Anh nhá, anh đừng có gạ vớ vẩn nhá, vì em biết là nó lâu nên là em mới không muốn chơi, chứ có thời gian thì em chơi cùng mọi người luôn cho nó vui nha mọi người. Tết rồi chơi bài là hợp lý. Lặng được. Ok nha mọi người. Vai cứ chỉ bản vẽ. Tạm 11 tháng 2 mà. Ok em mọi người hết vị rồi nha. Ok nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mọi người hãy xem mình tô màu đây. Hey. Anh mà cũng thấy chán á hả? Phải. Ok nha mọi người. Cái tóc đấy ở đâu ra vậy? Ok nha mọi người. Tô rô. Kinh. Ok nha, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha mọi người. Hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ tô nốt nha mọi người. Quay. Cái tình trạng quét kia mà nó vẫn cố làm nhá.
cho nên phải lên cao. View đang căng đét. Chị ơi. View về sau càng ngày càng hơn, toàn hơn 100.000. Ok nha mọi người. Cái game chết, game cháu chết này nó không cho mình chơi mọi người ạ. Ok, mình sẽ tốt hết vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tốt hết vào đây nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết đồ nha. Ok nha mọi người. Và mình sẽ tô hết như thế này nha. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Tô rô rô rô. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok nha mọi người. Yo. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã tham gia xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại.